lo sợ Mountbatten sẽ khuyến khích cháu trai của mình đóng vai trò tương tự khi vợ anh ngồi trên ngai vàng. Nicky Mountbatten coi Philip gần như là một ông vua có ảnh hưởng rất lớn. Đó là một món lời lớn nhất, theo như Mountbatten biết. Nhưng nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm vào cuối năm 1948, khi vua George đệ lục ốm nặng. Bệnh của nhà vua đưa ra khả năng yêu cầu một nhiếp chính thay ngài trị vì. Rõ ràng, ứng cử viên là công chúa. Người ta giả định rằng cô sẽ chịu sự kiểm soát của chồng và cậu chồng. Sự sợ hãi của Mountbatten đã gây ra một âm mưu phi thường với sự tham gia của công tước Sir Windsor, trước là vua Edward đệ bát, người đã thoái vị lưu vong, và vợ của ngài, Wallis Simpson. Một âm mưu chỉ mới được nhà sử học Christopher Williamson phát hiện. Tại thời điểm đó, một quý tộc nhỏ và là một tên vô lại có tên là Kenneth de Courcy hay qua lại với công tước Windsor, một người lưu vong ở Paris. De Courcy đề nghị công tước Sir Windsor chơi nước bài của mình ngay khi trở về Anh, ngồi trên ngai vàng làm nhiếp chính vương. De Courcy đã viết cho vợ của công tước: "Tôi có thể nói với bà một cách bí mật nhất rằng một chế độ nhiếp chính đã được thảo luận. Tôi không nghĩ rằng không quá để nói rằng nếu vị nhiếp chính vương là một trong những người chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của Mountbatten thì triều đại này sẽ phải gánh lấy những hậu quả khó lường." De Courcy ở đây lợi dụng nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi này sẽ được thể hiện bởi các triều thần và những người thân của gia đình hoàng gia, và chúng là những nỗi sợ hãi có thật. Họ rất lo Mountbatten sẽ hoàn toàn kiểm soát nhà Windsor và sẽ biến nó thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Ít lâu sau, vị vua hồi phục và âm mưu gần như phản nghịch đã thất bại. Nhưng thái độ thù địch với Mountbatten và cháu trai của mình trong triều đình trở nên tồi tệ hơn vào năm 1951, khi đảng bảo thủ lại nắm quyền. Trong suốt chiến tranh, Churchill và Mountbatten rất thân nhau. Nhưng mối quan hệ này trở nên xấu đi vì vai trò của Mountbatten đối với nền độc lập của Ấn Độ. Thật không may, Winston đã cho phép cảm xúc lấn át lý trí. Ông ấy nói với cha tôi: "Ông đã cống hiến cho Ấn Độ. Đó là một ý tưởng tuyệt vời." Khi cha tôi thức dậy một sáng nọ và nghĩ mình biết sẽ làm gì, mình sẽ cống hiến cho Ấn Độ. Churchill thực sự không thể tha thứ cho ông trong một thời gian khá dài. Ông ấy nói với Dicky Mountbatten: "Những gì ông đã làm ở Ấn Độ giống như ông quất roi vào mặt tôi vậy." Sự thù địch của Churchill dành cho Mountbatten lan sang cả cháu trai ông, Philip. Churchill dường như không thích và không tin tưởng hoàng tử Philip. Có lẽ ông ấy nghĩ hoàng tử quá thô lỗ, quá kiêu ngạo, quá tự cao, không hoàn toàn mang nét Anh. Nhiều người bảo thủ khác cũng xem Philip giống như chú của anh, là một người mơ mộng nguy hiểm. Chúng ta đều biết rằng điều không tưởng thì không thể đạt được. Nhưng nếu chúng ta hiểu thế giới mà chúng ta muốn, thì ít nhất chúng ta có thể bỏ công sức cho nó. Trong nhật ký cá nhân, vị thủ tướng tương lai của đảng bảo thủ, Harold Macmillan, tỏ vẻ khinh bỉ: "Tôi sợ người đàn ông trẻ tuổi này sẽ phiền nhiễu giống như hoàng tử Albert và vô cùng rắc rối. Chúng ta hãy hy vọng rằng nhà vua có thể sống lâu và sức mạnh của Mountbatten được giấu kín." Điều đó chứng tỏ một sự hy vọng tuyệt vọng. Vua George đệ lục băng hà là một bất ngờ và là cú sốc đau thương nhất đối với người dân của ngài trên toàn thế giới. Cái chết của nhà vua vào tháng 2 năm 1952, thọ 56 tuổi, xảy ra lúc hoàng tử và công chúa bắt đầu một chuyến du lịch ở Kenya. Đi cùng họ với vai trò là người phục vụ cô dâu là con gái của Mountbatten, Pamela. Hơn 60 năm sau, bà vẫn nhớ phút giây mà Philip thông báo cho Elizabeth về cái chết của nhà vua. Anh ấy đứng dậy và đi vào phòng khách nhỏ, và rõ ràng là nói với công chúa một điều gì đó như đi dạo trong khu vườn chẳng hạn.
và họ cùng đi dạo. Và chúng tôi đã nhìn trộm qua cửa sổ. Và qua ngôn ngữ cơ thể của công chúa lúc nghe tin, chúng tôi đoán được phần nào. Cô ấy, họ đi vào, và tôi nghĩ là sau đó, tôi đã đến ôm cô ấy về chuyện cha cô ấy mất. Và sau đó tôi nghĩ, Chúa ơi, tất nhiên cô ấy giờ là nữ hoàng. Nên tôi cúi người chào cô ấy. Cặp vợ chồng hoàng gia vội trở lại một nước Anh lạnh, xám xịt để dự tang lễ. Trong khi nữ hoàng buồn bã thì Philip ta có thể thấy ở bên trái có sự lo lắng riêng của mình. Tuy anh ấy không bị mất một người cha yêu quý, nhưng thế cũng có nghĩa là sự nghiệp của anh ấy đã chấm hết. Lẽ ra chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ được làm người đứng đầu hải quân, vậy là phải từ bỏ tất cả. Từ bây giờ, làm phu quân của nữ hoàng sẽ là một công việc toàn thời gian. Nhưng nếu Philip nghi ngờ về vai trò tương lai của mình, thì ông cậu Dicky lại không nghĩ vậy. Vài ngày sau cái chết của nhà vua, Mountbatten đã tổ chức một bữa tiệc tối ở Broadlands, Hampshire, và để tuột mặt nạ tham vọng về triều đại của riêng ông, càng làm gia tăng nỗi sợ hãi của kẻ thù. Trong suốt buổi tối, ông ấy nói, nhà Mountbatten giờ sẽ trị vì. Một việc vô cùng không khôn ngoan và phải nói là cực kỳ không khôn ngoan. Đó gần như là tư tưởng phản nghịch và chắc chắn ai nghe cũng phải sốc. Một trong những người có mặt ở đó sốc đến nỗi sáng hôm sau, người đó đã đến gặp nữ hoàng Mary. Bà nội của nữ hoàng kinh sợ trước gợi ý về tên của triều đại sẽ được đổi từ họ Windsor sang họ Mountbatten, đã khiến sự tức giận của bà chuyển sang Philip. Thế quái nào mà Edinburgh lại cho rằng cái tên họ lại liên quan tới hắn ta? Sau một đêm không ngủ, nữ hoàng Mary đã liên lạc với Churchill, một người cực kỳ ghét Philip. Ông lập tức gây áp lực lên vị nữ hoàng trẻ, người cảm thấy bị giằng xé giữa chồng mình và toàn bộ sức nặng của tổ chức chính trị và hoàng gia. Thủ tướng của bà đến gặp bà về một vấn đề mà ông coi là rất quan trọng. Đó là thủ tướng chính phủ Winston Churchill, còn bà là một cô gái 15 tuổi, phải đối đầu với Winston. Vâng, đây là một vị quốc vương còn rất trẻ và một thủ tướng già. Và tôi nghĩ bà ấy cảm thấy không thể chống lại lời khuyên đầu tiên về hiến pháp mà ông ấy đưa ra. Mẹ của nữ hoàng cũng phản đối bất kỳ sự thay đổi tên nào. Đối mặt với mặt trận thống nhất này, nữ hoàng trẻ tuổi đã làm theo lời họ. Vài ngày sau, khi Mountbatten mở mồm tại bữa tiệc của mình, nữ hoàng đã tuyên bố rằng nhà Windsor sẽ vẫn là nhà Windsor. Triều đại Windsor đã rất đoàn kết. Lời nói chua cay của Mountbatten đã phản tác dụng một cách thảm hại. Philip đã rất tức giận, một mình ngậm đắng nuốt cay. Tôi là người đàn ông duy nhất trên đất nước này không được phép sử dụng tên họ cho các con của mình. Tôi chẳng là gì ngoài một con trùng. Đương nhiên, chuyện đó khiến hoàng tử Philip buồn vì nghĩ rằng con của mình sẽ không được mang họ của mình. Thì người đàn ông nào cũng phải buồn thôi. Tôi nghĩ có lẽ đó là điều duy nhất giữa họ đã gây nên sự tổn thương trong một thời gian khá dài. Khi gia đình trẻ chuyển vào cung điện Buckingham, rõ ràng tên họ không phải là vấn đề duy nhất mà hoàng tử bị gạt ra ngoài. Hoàng tử Philip đã từng nói với tôi, Đức vua băng hà, và tất cả mọi thứ đã thay đổi. Đột nhiên, vợ của ông thì vẫn là vợ, nhưng bà cũng là nữ hoàng, và tôi nói với công tước xứ Edinburgh là những người ở đó có bảo ông phải làm gì không? Ông ấy nói, không, ở đó có những người bảo tôi là hãy tránh đi. Hoàng tử Philip hoàn toàn bị gạt ra và không được hoan nghênh tại cung điện, không được chào đón tại cung điện Buckingham. Tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau, không cần phải nói với ngài. Và Churchill sẽ nói rằng ông ấy không thể tham gia. Phải rồi, Churchill thực sự khiến hoàng tử cảm thấy mình hoàn toàn bị tách biệt. Tôi nghĩ là chắc chắn ông ấy bị dìm càng nhiều càng tốt. Philip chưa từng mong đợi sẽ làm vua,
nhưng cũng không mong là bị đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn và thô lỗ như vậy. Tôi nghĩ rằng Philip cảm thấy rất nhu nhược với vị trí mà ông phải giữ. Thật ra nữ hoàng là người làm chủ ở đây. Nhưng sẽ có một sự bóp méo không ngờ trong câu chuyện tên họ hoàng gia. Vào năm 1960, khi hoàng tử Andrew chào đời, một thông báo bất ngờ được thực hiện. Trong tương lai, con cháu phi hoàng gia của nữ hoàng sẽ có họ là Mountbatten Windsor, một sự thỏa hiệp do chính nữ hoàng đề nghị. Theo Harold Macmillan, lúc bấy giờ là thủ tướng đã nói rõ trong nhật ký của mình. Nữ hoàng chỉ mong muốn làm một điều gì đó để làm hài lòng phu quân của bà, với người mà bà yêu trong tuyệt vọng. Điều khiến tôi buồn chính là thái độ gần như cục súc mà hoàng tử dành cho bà sau tất cả chuyện này. Người thay quyền Macmillan là Rap Butler cũng kể lại rằng nữ hoàng gần như phát khóc khi bàn về vấn đề này. Điều đó chắc chắn chỉ ra rằng trong sự hiện diện của cả thủ tướng và các phó thủ tướng chính phủ, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Mười ba năm sau, cái tên mới xuất hiện lần đầu tiên trên giấy chứng nhận kết hôn của công chúa Anna. Mountbatten giờ đã ở tuổi 70, đã rất vui mừng và không thể kiềm chế. Tôi còn nhớ đã gặp ông ấy ở Broadlands. Sau khi công chúa Anna kết hôn, tôi đã đi vào và nhận thấy chiếc cà vạt trước tiên và tôi nói, ô nhìn kìa, và phía trên có họa tiết chữ M, còn phía dưới có chữ W, như hình phản chiếu qua gương vậy. Tôi nói, thật tuyệt vời, tuyệt vời. M là viết tắt của Mountbatten à? Ông muốn nói không, không. MW là viết tắt của Mountbatten Windsor. Và sau đó ông chỉ vào tấm thảm. Nó được thêu các kiểu M và W. Mountbatten đã sống lâu hơn nhiều kẻ thù của mình. Và ông đã có một chiến thắng nhỏ của riêng mình. Ông vẫn gần gũi với gia đình hoàng gia và trở thành một người cố vấn của Thái tử Charles nói riêng. Năm 1979, ông bị sát hại bởi quân đội Cộng hòa Ireland, IRA, trong khi đi nghỉ ở Ireland. Vài năm trước khi qua đời, ông viết một bức thư cho cháu trai Philip. Cậu đã luôn quý mến cháu từ hồi cháu còn là một cậu bé. Đôi lúc, trông cháu rất thất vọng. Có lẽ nản chí thì đúng hơn. Nhưng cậu cảm thấy cháu đã đánh giá thấp ảnh hưởng của mình đối với Vương quốc Anh và đặc biệt là khối thịnh vượng chung. Philip đã sống một cuộc sống luôn đi sau vợ mình hai bước. Đó không phải là vai trò mà ông đã dự tính cho mình. Và nó có lẽ không có gì ngạc nhiên khi có những lúc lửa giận bùng lên khiến ông phát cáu. Nhưng ông đã sống. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người không nhận ra cách mà ông ấy đương đầu với sự đảo ngược của cấu trúc truyền thống giữa chồng và vợ. Ông ấy đã làm được vì chế độ quân chủ. Và tôi nghĩ rằng về lâu dài, ông ấy đã làm được vì chính mình. Sau cái chết của nữ hoàng Mary và sự từ chức của Thủ tướng Anh Winston Churchill, nữ hoàng Elizabeth II đã yêu cầu một sự thay đổi rất đặc biệt để tôn vinh chồng mình. Mặc dù vương tộc đã có tên là Windsor, nhưng một sắc lệnh ban hành vào năm 1960 đã cho phép hậu duệ nam giới của Elizabeth II và hoàng thân Philip, nếu không phải là vương tử và công chúa của Vương quốc Anh, thì sẽ mang họ Mountbatten Windsor của Philip. Các sử gia đã không tiếc lời viết về câu chuyện tình yêu của nữ hoàng và hoàng tử Philip sau khi họ vượt qua được cột mốc của đám cưới kim cương. Câu chuyện tình yêu tuyệt vời đạt đến một cột mốc mới, chỉ có cái chết mới kết thúc được nó. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.